xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 7.8 để đến với phần 2 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong phần 1 của chương trình, chúng tôi đã cùng nói về điều kiện thứ 7 để có được cuộc sống an ổn, đó là có được tôi tớ thuận thành. Vậy thưa Thầy, Diệu Nguyện có một câu hỏi từ trong đời sống thực tế là khi mình đi làm thì những người cấp trên của mình đôi khi họ nghe được mình nói những lời góp ý mà chân thật thì họ không tin và họ cảm thấy khó chịu. Còn những người khác nịnh nọt và lấy lòng á, mà không đúng sự thật thì họ lại tin và họ họ thích hơn. Vậy thì trong trường hợp đó rất là khó xử cho mình không thể mất đi cái công việc của mình, mà mình cũng không thể mất đi cái phẩm giá của mình, thì mình nên làm như thế nào thưa Thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyện, đó cũng là một cái trường hợp rất là phổ quát từ xưa tới nay. Thường thì người ta thích nghe những cái lời đường mật, những cái lời gọi là nịnh bợ, nhưng mà những cái lời mà được phát ra từ trái tim một cách rất là chân thành thì bị hiểu lầm, bị trù dập, vân vân. Đó là một cái trường hợp mà chúng ta gặp rất rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy là phải loại bỏ cái tánh vua này, nói dối không phải là mình nói sai sự thật không thôi, mà nói dối gồm có bốn loại. Thứ nhất là nói sai sự thật, thứ hai nói những cái lời độc ác như là mắng rủa này nọ cũng là phạm vào cái lời phần ngữ. Thứ ba, cái không thật mình nói là thật, cái thật mình nói không thật, tức là mình đến chỗ này mình nói xấu người kia, mình đến chỗ kia mình nói xấu người khác, nói cái lưỡi hai chiều đó, nói lời đồn sắp. Và thứ tư là nói những cái lời nịnh bợ. Những cái nhà lãnh đạo sáng suốt thì họ phải kiểm chứng, họ phải tìm hiểu trước khi họ đưa ra những cái quyết định. Còn những cái người lãnh đạo mà thiếu kinh nghiệm, thiếu sáng suốt, bột chột, nghe người ta tâm bốc thì mình lại phở lỡ mà nghe người ta chỉ trích, nói những cái lời chân thật đôi khi không phải là chỉ trích mà nhưng mình cảm thấy bị khó chịu, rồi mình tìm cách mình trù dập, tìm cách mình sa thải cái người mà rất rất có lòng của mình. Đó là cái đầu mối đưa dẫn đến cái sự thất bại. Cho nên những cái người mà học cái hành của những vị Bồ Tát, học cái hành chân thật, dù họ biết đưa ra những cái lời khuyên chân thật mang lại cái lợi ích lâu dài, nhưng mà bị thiệt hại thì họ vẫn can đảm họ nói, chứ không phải là vì cái thiệt hại cá nhân mà họ cúi đầu, họ khom lưng, họ tùy theo những cái số đông mà sai lầm để mà đưa dẫn đất nước, dân tộc hay là thế giới này đến một cái chỗ rất rất là nguy hiểm. Thành thử ra ở đây nó còn tùy vào cái bản lĩnh, tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái vị trí của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có thể có một cái nhìn, có một cái can đảm như nhau. Và khi nãy trước cái phần trước đó chúng tôi có nói đến cái yếu tố để mà làm cho chúng ta tập thể có thể sống một cách hòa thuận, đó là cái giáo pháp tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là đồng hành. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thứ tư là đồng sự, thứ ba là lợi hành. Còn lục hòa là gì? Thứ nhất là thân hòa đồng trú, tức là sống mình phải sống chung với nhau, mình phải có một cái sự hòa hợp về thân, về khẩu, và không có cái sự mà tranh chấp, mà kình cãi, vân vân. Ý luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, vui vẻ. Diệt ở đây tức là vui vẻ, hoan hỷ. Giới hòa đồng tu, mình có những cái giới để mà mình phát tâm, hay chỉ là những cái nguyên tắc này nọ, mình cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc, phải tôn trọng những cái giới đó, chứ không thể vì mình dựa mình là tăng thống, mình là chủ tịch, mình là cái gì gì, hay là tổng thống, hay là
vua rồi mình muốn đứng trên hiến pháp, hiến chương, cái đó nó phá đổ những cái mà lẽ ra còn phải tôn trọng. Và nếu làm như vậy thì nó sẽ hủy hoại cả một cái tổ chức. Rồi thứ năm là gì? Quan trọng lắm. Kiến hội đồng giải những cái sự hiểu biết của mình, mình phải chia sẻ để mà mọi người cùng hiểu biết, chứ mình không có giấu giếm, không giấu người. Rồi thứ sáu là lợi hội đồng quân, cái nguồn lợi từ vật chất hay là tinh thần, từ ở quyền lực hay là ở những cái lĩnh vực khác, chứ không phải là nói lợi là chỉ nghĩ đến tiền bạc không. Những cái quyền lợi vân vân nói rộng thì nó bao gồm nhiều cái lĩnh vực, phải chia đều một cách bình đẳng, chứ không nên thủ lợi cho cái phe nhóm hay là cho cá nhân của mình. Thành trở lại cái điều mà cô Diệu Nguyễn vừa chia sẻ đó, mình phải can đảm, mình nói lên cái sự thật. Trừ trường hợp nếu mình thấy rằng là mình nói cái điều đó chưa có đúng lúc đúng thời, nó không mang lại cái sự lợi ích mà ngược lại nó phản tác dụng, thì mình chưa ở một cái cơ hội nào mà mình có thể góp ý được. Dạ, vậy thì trong trường hợp đó thì Diệu Nguyễn nghĩ rằng nếu mà người sếp đó họ không tin những cái lời chân thật mà mình nói ra thì là do họ chưa có đủ trình độ, chưa có sự sáng suốt để nhìn ra được sự thật, đúng không thầy? Đúng rồi. Diệu Nguyễn nghĩ rằng dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng nên nói lên sự thật, cho dù là nó không có lợi cho mình đi chăng nữa. Đúng vậy. Có những cái trường hợp mà mình thấy ra cái phước duyên của mình nó chưa đủ, cho nên nhiều khi người ta không có tin mình. Cứ lấy một cái thí dụ ngày xưa đó, có một cái câu chuyện rất là vui, nó mang cái tính tiếu lâm, nhưng mà nó cũng dạy một cái bài học rất là lớn. Có một chú tiểu ra ngoài chợ để mà mua một cái hũ tư cho chùa. Khi mà chú đi ra, chú đi tìm hũ tương thì có một cái bà chủ của một cái quán ở trong cái chợ đó nắm áo chú và la lên: chú này ăn cắp đồ của tôi. La lên giữa chợ, mà chú thực tình ra thì chú đâu có ăn cắp cái gì. Chú ôn lắm, chú về chú thưa lại với cái vị thầy ở trong chùa, nói là con bị ôn, con ra giữa chợ bị cái bà kia bà nắm áo, bà la lên, bà nói con ăn cắp làm con xấu hổ quá. Thì thấy vị binh đó, thì cái vị thầy đó đã phạt chú đó quỳ hương. Lý do tại sao? Nói là ở trong một cái chợ đông đảo như vậy, tại sao họ không nghi ai mà họ nghi con? Như vậy là cái hành tung con có cái gì đáng nghi, cho nên nó mới bị nghi như vậy là cái như vậy. Thì đó cũng là một cái bài học rất là lớn, phải không? Nhưng mà phần lớn mình nói là những cái nhà lãnh đạo thiếu sáng suốt, không có kinh nghiệm, thích những cái lời đường mật, cái ngã quá lớn, cho nên nghe những cái lời nịnh bợ, còn những cái lời mà chân thành có thể góp để mà viên mãn những cái đại sự này không nghe, gạt ra ngoài tai, cho nên nó đưa dẫn đến từ cái chuyện quốc gia cho đến xã hội cho đến giáo hội ngoài đời, cũng như trong đạo chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp như vậy nó xảy ra, từ ở trong tôn giáo cho đến ở những cái lĩnh vực rất là thế tục. Đó là cái bài học mà ai trong chúng ta cũng phải học lấy để mình tránh bước vào những cái vết nhơ đó. Diệu Nguyễn thấy là điều thứ bảy này rất là gần gũi với cuộc sống và có thể mang vào ứng dụng trong hàng ngày của mình được, cuộc đời hàng ngày của mình được. Và cái điều thứ tám á, bây giờ mình kết thúc luôn, phải không? Tám là xa lánh những cái việc ác, phải xa lánh những cái điều ác. Nếu những cái điều đó mà nó mang lại hàng triệu, hàng tỷ bạc, mang lại quyền lực cho mình, nhưng mà nó là cái điều ác, mình tuyệt đối phải xa lánh, không bao giờ gần gũi với những cái điều ác, chứ đừng có rằng là bắt tay thực hiện những cái điều ác. Đó là một trong tám điều mà nó làm cho đời sống của chúng ta thật sự an ủi. Bởi vì có những người thấy cái việc ác thì giống như thiêu thân, con thiêu thân thấy lửa cứ bay vào để mà tự đốt mình. Thấy tiền bạc nhiều quá cứ bất chấp cái sự sống của mình và cái hạnh phúc của tha nhân, buôn bán xì kê ma túy, buôn người vân vân, đó là buôn bán vũ khí vân vân, đó là những cái điều ác. Cho nên chúng ta là những cái người học Phật, của chúng ta phải
hiểu được rằng là nếu mình xa lánh được những cái điều ác, nó là một cái sự an ủi rất rất là lớn lao. Lời giảng dạy của Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng như sự thảo luận của ba chúng tôi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Chúng tôi mong rằng chương trình đã mang lại cho quý vị một đời sống tinh thần an lạc và thư thái. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xây tương thân tình trong đạo Phật.